xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu đã về đích nông thôn mới năm 2015 và đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã mới có 13 trên 19 tiêu chí đạt, còn lại cũng đang rất khó. Đặc biệt, tiêu chí về y tế có các chỉ tiêu như tỷ lệ người dân khám chữa bệnh từ xa đạt từ 40% trở lên, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 70% trở lên, rất khó thực hiện. Vì vậy, việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung trong bộ tiêu chí giúp địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao thuận lợi hơn. Người dân thì đa phần là thanh niên thì đã đi làm ăn xa ở nơi khác, còn đa số thì người già, người cao tuổi thì về công nghệ thông tin thì vẫn còn hạn chế. Tiêu chí bãi bỏ và sửa đổi thì thuận lợi cho cán bộ y tế cơ sở rất là nhiều. Ngoài tiêu chí về y tế thì có nhiều chỉ tiêu về nông nghiệp cũng được sửa đổi và bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, như chỉ tiêu về hợp tác xã, các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ số vào truy xuất nguồn gốc nông sản, tiêu thụ sản phẩm. Thế thì sau khi được bộ tiêu chí sửa đổi, một số cái hạng mục về tiêu chí về nông nghiệp thì địa phương cảm thấy nó cũng nhẹ hơn. Đặc biệt là nguồn lực của nhân dân để đầu tư trong thâm canh, trong cái sản xuất về nông nghiệp. Cho nên sau khi sửa đổi bộ tiêu chí như vậy thì đảng ủy chính quyền cũng có cái soạn thảo giao cho các xóm, đặc biệt là bà con nông dân cũng có cái phấn khởi hơn. Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bắt đầu triển khai từ năm 2022. Sau 2 năm triển khai thì một số chỉ tiêu không còn phù hợp, định mức cao, khó thực hiện. Do đó hiện nay bộ tiêu chí đã có nhiều điều chỉnh, sửa đổi. Trong đó, xã nông thôn mới có 4 tiêu chí chỉ tiêu sửa đổi, nông thôn mới nâng cao có 8 tiêu chí, 15 chỉ tiêu được sửa đổi. Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới về chợ, bến xe và hạ tầng khác cũng mở hơn nhằm phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Quyết định 211 về điều chỉnh một số các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì có thể nói là đây là một cái động thái tháo gỡ cái khó khăn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới cho các địa phương. Thì hiện nay thì Trung ương đã sửa đổi theo hướng là các địa phương có triển khai là được. Sau khi có cái quyết định 211 của Thủ tướng thì tháo gỡ rất nhiều cho các địa phương nói chung và Nghệ An chúng ta. Thì hiện nay thì trong cái quá trình chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Nghệ An chúng ta trong năm 2024 thì rất nhiều cái nội dung đã được tháo gỡ. Đến năm 2025, Nghệ An phấn đấu có ít nhất 335 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tương đương 40% số xã nông thôn mới. Có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 11 huyện nông thôn mới. Do đó, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới sửa đổi sẽ tạo nhiều thuận lợi để Nghệ An nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.